Mách chị em để có một làn da căng bóng mịn màng với 5 điều vô cùng đơn giản mà không phải ai cũng biết. Để có làn da căng bóng mịn màng, Hương thấy rằng chúng ta đầu tư rất là nhiều tiền bạc, thời gian và công sức. Tuy nhiên nhiều chị em mình vẫn chưa đạt được kết quả mong muốn. Vậy thì đừng bỏ qua video ngày hôm nay với 5 thói quen này vô cùng đơn giản, dễ làm và vô cùng tiết kiệm rẻ tiền tại nhà thôi. Nhưng nếu chúng ta lặp đi lặp lại đủ một cái thời gian, Hương tin chắc rằng tình trạng da của chúng ta sẽ tăng hạng đáng kể. Điều đầu tiên, chị em mình đang gặp những vấn đề gì về làn da của mình? Mình có thể comment chia sẻ ở phía dưới để các video phía sau Hương có thể lên các video chia sẻ với chị em về những kiến thức đó. Và đừng quên rằng chúng ta hãy bỏ một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube màu đỏ ở phía dưới để hàng ngày chị em chúng ta được gặp nhau và chia sẻ với nhau những kiến thức như thế này. Thói quen đầu tiên chúng ta nên bổ sung chính là dùng kem chống nắng. Có lẽ điều này Hương đã chia sẻ ở rất nhiều các video phía trước rồi. Tuy nhiên có nhiều chị em chúng ta chỉ đầu tư những cái sản phẩm serum đắt tiền hay là kem dưỡng đắt tiền thôi mà lại chưa để ý đến kem chống nắng. Chị em biết rằng cái vấn đề ở trên da chúng ta xảy ra tác động lớn nhất đó chính là do tia UV. Và tia UV thường có hai loại là UVA và UVB. Với UVA ấy, thì đó chính là những cái tia mà có khả năng đâm sâu, xuyên sâu vào trong da của chúng ta. Chúng sẽ khiến da của chúng ta bị nhăn trùng lão hóa hay là đứt gãy collagen này, khiến da chúng ta yếu đi rất là nhiều, già nua nhanh hơn rất là nhiều. Còn với cái tia UVB, đây là cái tia mà gây ra tình trạng sạm nám này, bỏng rát da này, hay là các vấn đề ngay ở trên bề mặt da. Vì thế cái loại kem chống nắng chúng ta dùng phải có khả năng chống được cả tia UVA và UVB. Đó chính là gọi là kem chống nắng quang phổ rộng với chỉ số PA là 4 dấu cộng nha. Ngoài ra ấy, thì kem chống nắng của chúng ta sẽ phải có chỉ số SPF là khoảng tầm 30-50 thì mới đủ chỉ số được. Tuy nhiên việc chọn kem chống nắng thì mới chỉ là điều kiện cần thôi. Còn điều kiện đủ là chúng ta cần phải bôi thoa đều đặn hàng ngày và đủ lượng. Một ngày phải cần phải bôi là một lần này, khoảng tầm là 2 đốt ngón tay trên một lần bôi. Và hãy bôi lại kem chống nắng ít nhất là một lần trong ngày, buổi sáng và buổi trưa. Còn nếu chăm chỉ hơn hay là đang sử dụng các sản phẩm điều trị treatment thì hãy là buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều. Hương tin chắc rằng nếu chị em mình làm đủ cái điều này thì làn da chúng ta sẽ khác hơn rất là nhiều. Ngoài ra có nhiều chị em chúng ta mặc dù không cần phải tiếp xúc quá trực tiếp với ánh nắng mặt trời, chúng ta ngồi trong nhà, trong văn phòng. Vậy chị em hay hỏi rằng là khi ngồi trong nhà có cần thiết phải bôi kem chống nắng hay không? Thì kể cả chúng ta ngồi trong nhà, chúng ta tiếp xúc rất là nhiều những ánh sáng xanh, có thể là từ đèn điện giống như Hương đang ngồi quay video này, hay từ điện thoại hay là từ máy tính này. Và tất nhiên là ánh sáng xanh này thì cường độ nó sẽ ít tác động hơn với tia UV. Thế nhưng mà chị em chúng ta ngồi cả một cái thời gian dài như vậy, một ngày khoảng tầm là 8, ít nhất là 8 đến 10 tiếng, có chị em thì nhiều hơn. Và ngoài ra là chúng ta ngồi từ ngày này sang ngày khác thì những ánh sáng đó vẫn có khả năng khiến da chúng ta nhăn trùng, lão hóa và chảy xệ. Vì thế là ngồi trong nhà chúng ta vẫn cần phải sử dụng kem chống nắng nha. Thói quen thứ hai là hãy để ý đến cái chế độ ăn uống. Hãy bổ sung thật là nhiều các loại trái cây, rau xanh và uống thật là nhiều nước. Cái này có lẽ không phải là một điều xa lạ với chị em, nhưng hầu hết chúng ta đều không thực hiện được. Việc uống đủ nước ấy thì không phải là sẽ khiến da chúng ta được đẹp và đủ ẩm ngay đâu, nhưng nó là cái điều kiện cần. Nếu chúng ta mà không có uống đủ nước thì da chúng ta sẽ thiếu ẩm, cơ thể của chúng ta sẽ không được trao đổi chất tốt. Và khi cơ thể không trao đổi chất tốt này thì có thể gây ra tình trạng chúng ta có thể bị táo bón chẳng hạn. Và khi chúng ta mà bị táo bón như vậy thì những cái cặn bã bên trong cơ thể của chúng ta nó sẽ tích tụ nhiều, khiến da chúng ta có thể nổi mụn này, thậm chí là sạm nám này. Ngoài ra việc bổ sung các loại trái cây cũng khá là tốt. Nhiều chị em chúng ta từng tìm đến những cái loại vitamin tổng hợp để bổ sung, nhưng thực tế là chúng ta bổ sung các cái loại trái cây như là ví dụ chúng ta cần bổ sung vitamin C thì ớt chuông này, ổi này, hay là các loại trái cây có múi, đó là những cái loại thực phẩm mà có rất là nhiều vitamin C. Thậm chí là việc bổ sung vitamin C từ trái cây tự nhiên này nó tốt hơn rất là nhiều so với việc bổ sung các loại vitamin tổng hợp. Ngoài ra nhiều chị em mình thường bổ sung vitamin E chẳng hạn, thì trong các loại quả như là quả bơ này cũng có rất là nhiều vitamin E. Ngoài việc bổ sung nhiều trái cây và uống thật là nhiều nước, chúng ta hãy giảm thiểu các tình trạng như là ăn quá nhiều đường này, ăn quá nhiều muối này, hay là ăn quá nhiều đồ dầu mỡ và cay nóng. Chính những điều này sẽ khiến da của chúng ta bị tăng khả năng là đứt gãy collagen nhiều hơn. Thói quen thứ ba là hãy bổ sung thêm những cái thành phần chống oxy hóa vào cho làn da của chúng ta. Và trước khi bước vào phần này thì đừng quên rằng hãy bỏ một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube màu đỏ ở phía dưới chị em nha. Cái quá trình oxy hóa chúng có thể diễn ra trên làn da của chúng ta hàng ngày. Vì thế nếu mà chúng ta để chúng tự nhiên thì tốc độ sẽ rất là nhanh. Vậy là cách nào đó để có những sản phẩm nào làm chậm quá trình này hay là chống lại quá trình này, thì một thành phần Hương thường chia sẻ đến chị em đó chính là các serum có chứa vitamin C. Hiện nay thì Hương đang sử dụng cái serum vitamin C hàng ngày và trong chu trình, và thường sử dụng vào buổi sáng. Cái chu trình buổi sáng chăm sóc da của Hương khá là đơn giản, làm sạch da này, sau đó là một lớp serum HA này, rồi serum vitamin C nồng độ khoảng 10%, sau đó là kem chống nắng. Bởi vì da của Hương là da dầu cho nên Hương sẽ bỏ qua cái phần dưỡng ẩm. Còn nếu chị em nào đó tình trạng là da thường, da khô, chúng ta có thể bổ sung thêm cái dưỡng ẩm trước cái bước kem chống nắng. Tất nhiên là cái việc dùng serum vitamin C mình không thể thấy ngay được kết quả,
Tuy nhiên đầu tiên này, tác dụng là sẽ khiến da chúng ta nó đều màu hơn. Thứ hai là hỗ trợ bảo vệ làn da của chúng ta rất là tốt, nhất là khi chúng ta tiếp xúc trực tiếp với cái tia UV, ánh nắng mặt trời bên ngoài. Điều thứ ba này, chúng hỗ trợ là tăng sinh collagen, khiến da chúng ta được săn chắc hơn này, khỏe hơn rất là nhiều và tăng sức đề kháng cho cái làn da của chúng ta. Và khi chúng ta dùng cái serum vitamin C thời gian ít nhất là trên 6 tháng, chị sẽ thấy rằng làn da chúng ta có sự khác biệt rất là lớn. Thói quen thứ tư là hãy tẩy tế bào chết đều đặn và thường xuyên. Trên da của chúng ta có một cái chu kỳ thay mới tế bào, và càng lớn tuổi chu kỳ này càng bị kéo dài hơn. Đầu tiên nó có thể là 28 ngày, 30 ngày, nhưng sau đó nó có thể là 40, thậm chí là 50 ngày. Ngoài ra sự thay mới tế bào trên da của chúng ta cũng không đồng đều. Có thể là chỗ này được thay mới này, chỗ này lại không được thay mới. Từ đó khiến làn da của chúng ta có cảm giác là sần sùi này, kém sắc hơn rất là nhiều. Và ngoài ra khi trên da có rất là nhiều tế bào già cỗi như vậy, chúng ta có bôi serum hay là kem dưỡng đắt tiền đến đâu, chúng cũng không thể nào thẩm thấu được vào da chúng ta tốt được. Việc tẩy tế bào chết thì hiện nay có là dạng vật lý này và dạng hóa học. Nhưng mà Hương sẽ thường ưu tiên hướng dẫn chị em là những cái dạng vật lý. Ví dụ chúng ta sẽ có tình trạng ngoài độ tuổi 3X chẳng hạn, thì thường là tình trạng da khô hay là da bị thiếu ẩm nhiều, sẽ nên ưu tiên là AHA. AHA sẽ hỗ trợ là loại bỏ tế bào già cỗi này, tăng sinh collagen này, ngoài ra còn hỗ trợ loại bỏ đốm nâu rất là tốt. Ngoài ra chị em nào đó có tình trạng là da dầu, lỗ chân lông to hay vẫn có khá là nhiều vết tắc thì mình có thể tham khảo là BHA nha. BHA tan khá là tốt trong dầu, hỗ trợ chúng ta làm sạch da rất là tốt. Và khi mà chúng ta làm sạch da tốt này thì cái lỗ chân lông của chúng ta không còn cần phải mở to để chứa những cái hỗn độn bên trong nữa, từ đó chúng còn hỗ trợ chúng ta là thu nhỏ được lỗ chân lông. Đấy là lý do tại sao chúng ta sử dụng cái BHA một thời gian đủ dài thì khá nhiều chị em đạt cái trạng thái là da căng bóng, thậm chí là lỗ chân lông se khít lại luôn á. Một sản phẩm thứ năm hay là thói quen thứ năm Hương thường xuyên chia sẻ đến các chị em khi mà Hương hướng dẫn chăm sóc da, và trước khi bước vào phần này thì đừng quên là hãy bỏ một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube ở phía dưới nha. Thói quen này có tên là hãy sử dụng retinol thật là sớm. Có thể chị em mình đã nghe về cái thành phần retinol nó rất là nhiều rồi, thế nhưng mà tác dụng thực sự của nó là gì? Thứ nhất này, sẽ hỗ trợ chúng ta là tăng tốc đổi mới tế bào nhiều hơn. Thứ hai là hỗ trợ chúng ta tăng sinh collagen. Chúng ta biết rằng là khi bước sang cái ngưỡng cửa ở độ tuổi tầm 25 này thì mỗi một năm cơ thể chúng ta sẽ mất đi khoảng 1% collagen. Và khi mất đi collagen như vậy, nhất là cái làn da chúng ta sẽ có cấu trúc nó không được săn chắc nữa, nó sập sệ nhiều hơn. Vì vậy chúng ta bổ sung collagen hỗ trợ là chúng ta tăng sinh cái collagen hơn, khiến da chúng ta khỏe hơn, giống như kiểu là da chúng ta được tập thể dục đó. Khi mà tăng sinh collagen như vậy thì da chúng ta vừa đạt được trạng thái là săn chắc này, mịn màng này, ngoài ra sẽ giảm tình trạng các cái nếp nhăn ở trên bề mặt da, và nhất là các cái nếp nhăn nông ở trên bề mặt. Tuy nhiên thì cái việc sử dụng retinol này sẽ không có hiệu quả ngay đâu, chị em phải dùng ít nhất là khoảng tầm 6 tháng mới thấy có hiệu quả. Tất nhiên là cũng sẽ tùy từng vấn đề ở trên làn da, có những làn da khi kết hợp với những hóa chất khác thì có thể là khoảng 2 đến 3 tháng đã bắt đầu thấy có sự hiệu quả rồi, nhưng mà thông thường sẽ khoảng tầm là ít nhất 6 tháng, và ngoài ra chúng ta sẽ cần phải duy trì một cái thời gian đủ dài thì mới thấy rằng cái sự tiến triển ở trên làn da. Và trên đây chính là cái thói quen vô cùng đơn giản Hương chia sẻ đến chị em, và Hương tin chắc rằng thứ nhất là cái điều này nó sẽ ít tốn ít thời gian của chị em, thứ hai là tốn chi phí không quá là nhiều. Nhưng nếu chúng ta thực hiện đủ đều đặn 5 cái điều này thì làn da của chúng ta sẽ thăng hạng một cách đáng kể.